Tấn Khoa và Diễm Loan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh số phát sóng ngày 7 tháng 5 năm 2024. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Kính thưa quý khán giả, hòa trong không khí cả nước hướng về Điện Biên Phủ anh hùng, Tấn Khoa, Diễm Loan và những người thực hiện chương trình xin được nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024, đoàn viên công đoàn và người lao động xin được tri ân và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 16, vừa qua các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực và ý nghĩa cho người lao động. Và những thông tin ấy sẽ được gửi đến quý vị trong chuyên mục theo dòng sự kiện ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 25 tháng 4 vừa qua, tại Cung Văn hóa Lao động thành phố, Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở năm 2024 cho gần 100 đại biểu là các đồng chí chủ tịch và kế toán công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động thành phố. Thông qua buổi tập huấn, giúp cho cán bộ công đoàn hiểu rõ hơn về các quy định quản lý tài chính, tài sản công đoàn và biết cách ứng dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở vào thực tiễn đơn vị để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý tài chính công đoàn. Những thắc mắc của đại biểu đã được các đồng chí đại diện Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố giải đáp thỏa đáng. Vào sáng ngày 26 tháng 4 vừa qua, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố phối hợp cùng Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân và Công ty Cổ phần AP Sài Gòn Petro tổ chức ra mắt mô hình điểm dừng chân dành cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm truyền thống và xe công nghệ đang hoạt động trên địa bàn của quận Bình Tân. Đến tham dự chương trình có đồng chí Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Đô, Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố, cùng với sự tham dự của 100 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ trên địa bàn quận. Chương trình đã thực hiện nghi thức khánh thành hai mô hình điểm dừng chân dành cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ. Mô hình sẽ phục vụ các tiện ích miễn phí cho đoàn viên nghiệp đoàn như chỗ đậu xe thông thoáng có mái che, wifi, nước nóng lạnh, có nhà vệ sinh, bàn ghế để nghỉ ngơi, có chỗ sạc pin điện thoại. Bên cạnh đó, định kỳ thứ bảy hàng tuần sẽ có hoạt động thay nhớt và kiểm tra xe gắn máy miễn phí. Bán nhớt với ưu đãi 35% mỗi bình nhớt, hỗ trợ kiểm tra xe gắn máy miễn phí và hỗ trợ giá để bảo dưỡng xe ô tô công nghệ. Điểm dừng chân dành cho nghiệp đoàn xe ôm truyền thống, xe công nghệ là một mô hình mới mang ý nghĩa trên tinh thần là để tương trợ cho những anh chị em là lái xe ôm xe công nghệ trong quá trình mà anh chị em chở khách ở ngoài đường đó, thì cái vấn đề về thời tiết nắng nóng rồi mưa trong quá trình mà chờ một cái khúc mới thì mình cần một cái điểm để mình dừng chân nghỉ ngơi giải lao để phục hồi lại sức khỏe. Mô hình này nó không chỉ dừng lại ở chỗ là nghỉ chân không, mô hình này lồng ghép vô một cái vấn đề đó là bảo dưỡng các phương tiện. Chúng tôi vận động đơn vị công ty AB Sài Gòn Petro sẽ có những cái chương trình phúc lợi kết nối để có những cái suất giảm giá ưu đãi. Dịp này, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố đã trao tặng 10 phần quà. Liên đoàn Lao động quận Bình Tân tặng 50 suất thay nhớt xe gắn máy miễn phí cho đoàn viên nghiệp đoàn. Công ty Cổ phần AP Sài Gòn Petro tặng 50 suất thay nhớt xe gắn máy và 12 suất thay nhớt ô tô miễn phí. Bên cạnh đó, đoàn viên nghiệp đoàn còn được tư vấn, tuyên truyền luật giao thông đường bộ và công tác an toàn giao thông. Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận 12 đã tổ chức chương trình Cảm ơn người lao động tại Nhà văn hóa Lao động quận. Đến tham dự chương trình có đồng chí Huỳnh Văn Tuấn, trưởng ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố, các đồng chí thường trực Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận, các đồng chí là chủ tịch công đoàn cơ sở và gần 300 đoàn viên công đoàn, công nhân người lao động trên địa bàn quận. Đồng chí Huỳnh Văn Tuấn đã gửi lời tri ân, động viên đoàn viên người lao động tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng địa phương. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 12 đã trao tặng 300 phần quà cảm ơn người lao động
Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng đến các đoàn viên người lao động đã có nhiều nỗ lực vượt khó để đạt được các thành tích nổi bật trong lao động sản xuất tại các doanh nghiệp có đông lao động, các trường hợp khó khăn bị ảnh hưởng do thiếu đơn hàng, giảm giờ làm, công nhân nữ mang thai, nuôi con nhỏ, công nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Vừa qua, Công đoàn ngành y tế thành phố, Liên đoàn lao động quận Gò Vấp đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp và tại Nhà văn hóa lao động quận Gò Vấp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đăng Công Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế thành phố, đã vận động tất cả công đoàn cơ sở trực thuộc cùng toàn thể đoàn viên công đoàn ngành y tế thành phố nỗ lực hưởng ứng các hoạt động của tháng công nhân lần thứ 16, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đồng thời đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Dịp này, Công đoàn ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký kết thỏa thuận với 3 đơn vị là Công ty trách nhiệm hữu hạn Gạo Kim Sáng, Công ty cổ phần Go Greenhouse và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên My One trong việc thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động với nhiều sản phẩm và dịch vụ ưu đãi. Với 5 chương trình hành động mà đã đề ra, thì trong đây về cái hưởng ứng cái tháng công nhân này thì công đoàn ngành y tế luôn quan tâm đến vấn đề là một số hoạt động trong thời gian tới, nhất là cái chương trình cảm ơn lao động sẽ chung tay với lại chính quyền của đơn vị là để chăm lo đời sống vật chất tinh thần và nhất là thu nhập của người lao động nhân viên y tế. Sáng cùng ngày, Công đoàn ngành y tế thành phố cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt học tập nghị quyết đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam, nghị quyết đại hội lần thứ 12 Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết đại hội lần thứ 14 Công đoàn y tế Việt Nam và đại hội lần thứ 12 Công đoàn ngành y tế thành phố với gần 200 cán bộ công đoàn tham dự. Nhằm tiếp tục nâng cao chương trình phúc lợi đoàn viên, thiết thực chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn quận, Liên đoàn Lao động quận đã ký kết chương trình phối hợp với Hội Luật gia quận Gò Vấp giai đoạn 2023-2028, ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức để người lao động được hưởng những quyền lợi về chăm sóc sức khỏe và được hỗ trợ tư vấn luật. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận cũng phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư siêu thị Công đoàn và các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức chương trình phiên chợ công nhân, qua đó bán hàng với giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn người lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng 10 phần quà và Liên đoàn Lao động quận trao tặng 31 phần quà cho công nhân bị tai nạn lao động, tặng một máy ấm công đoàn trị giá 60 triệu đồng, tặng 32 phần quà cho đoàn viên công đoàn bị thiếu đơn hàng, giảm giờ làm, tạm ngừng hợp đồng lao động hoặc thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và trao tặng 8 phần quà cho đoàn viên công đoàn bị bệnh nan y. Năm nay tháng công nhân triển khai nhiều nội dung hơn, tạo một cái đợt phát động rộng lớn cho toàn thể cán bộ công đoàn, viên chức, người lao động và công nhân lao động của cả quận Gò Vấp hướng về các cái nội dung liên quan như là thực hiện cái đảm bảo về an toàn vệ sinh trong lao động, các cái chương trình chăm lo phúc lợi cho công đoàn viên người lao động, gắn kết các cái nội dung chương trình giữa người lao động với doanh nghiệp, và cái đặc biệt đó là tổ chức công đoàn các cấp sẽ chăm lo quan tâm tới những công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và công đoàn viên hiện nay đang bị tai nạn lao động. Anh chị em của công ty rất là cảm ơn bên liên đoàn quận của mình đã cùng hỗ trợ, cùng đồng hành với lại công ty mình để hỗ trợ các anh chị em công nhân. Thưa quý khán giả, các hoạt động trong khuôn khổ tháng công nhân lần thứ 16 năm nay sẽ được các cấp công đoàn thành phố tổ chức từ nay cho đến hết tháng 5 năm 2024. Những hoạt động chăm lo thiết thực, những phần quà ấm áp nghĩa tình công đoàn sẽ góp phần động viên, thúc đẩy đoàn viên, người lao động gắn bó sâu sắc hơn với công đoàn thành phố, tiếp tục lao động hăng say, cống hiến cho đơn vị, doanh nghiệp, qua đó góp phần dựng xây thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Bên cạnh những tin tức về các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 16 của các cấp công đoàn thành phố, thì chương trình ngày hôm nay còn mang đến những thông tin hữu ích cho quý khán giả trong chuyên mục Bạn có biết nữa đó Diễm Loan. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được các bác sĩ tư vấn về cách phòng tránh căn bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Đây là một trong những căn bệnh mà rất nhiều người lao động của chúng ta có nguy cơ mắc phải đó Tấn Khoa.
Và để biết căn bệnh này có nguyên nhân do đâu, những người làm công việc có tính chất như thế nào thì dễ mắc phải và làm thế nào để phòng tránh căn bệnh này, thì xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ và lắng nghe những tư vấn của bác sĩ ngay sau đây nhé. Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý của suy tĩnh mạch thuộc hệ thống tĩnh mạch chi dưới do suy các van tĩnh mạch thuộc tĩnh mạch nông và hoặc tĩnh mạch sâu chi dưới. Trong đó thì giãn tĩnh mạch là giãn tĩnh mạch thuộc hệ giãn tĩnh mạch nông từ 3mm trở lên. Do những cái tác động làm ảnh hưởng lên cái hệ thống tĩnh mạch chi dưới như chèn ép vùng chậu hay là do cơ thể quá nặng, do ít vận động làm cho cái hệ thống van tĩnh mạch ở chi dưới lâu dài bị yếu đi, làm hệ tĩnh mạch bị suy giảm cái chức năng, gây ra những cái triệu chứng của bệnh lý suy tĩnh mạch chi dưới. Những cái đối tượng nào có cái nguy cơ mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch lớn là những cái người mà có cái tư thế đứng hoặc là ngồi quá lâu, thường là họ phải đứng và ngồi quá lâu trên 30 phút, ít vận động, có cái cân nặng trọng lượng lớn làm ảnh hưởng đến cái hệ tĩnh mạch chi dưới. Bên cạnh đó thì cái thói quen mặc quần áo quá chật ở vùng hông, vùng đùi cũng làm cho tác động nhiều lên cái hệ tĩnh mạch chi dưới, hay là cái thói quen đi giày cao gót thường xuyên. Và cái tư thế ngồi có nguy cơ gây ra cái suy tĩnh mạch chi dưới lớn, đó là cái tư thế ngồi hay vắt chân và tư thế để thõng chân xuống, làm tăng áp lực lên cái tĩnh mạch ở vùng mặt dưới đùi, làm cản trở lưu thông dòng máu. Đặc biệt là những người mà làm trong cái môi trường nắng nóng, ví dụ như là công nhân đứng lò rèn hay là công nhân đứng bánh tráng, những người có cái công việc thường xuyên phải đi trên cát nóng là những người có yếu tố nguy cơ mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch nhiều hơn. Đối với những bệnh nhân mà đã có bệnh lý suy tĩnh mạch chi dưới, để mà khắc phục được cái triệu chứng của suy tĩnh mạch chi dưới thì lưu ý nên giữ một cái cân nặng lý tưởng, giảm cân, thực hiện chế độ sinh hoạt và ăn uống, thể dục thường xuyên. Ví dụ như thực hiện những cái bài tập tốt cho những tĩnh mạch chi dưới như là đi bộ, hạn chế mang vác nặng, nên mặc quần áo thoáng đãng, rộng rãi, nên đi giày bệt nhiều hơn là giày cao gót. Để mà phòng tránh cái căn bệnh suy tĩnh mạch chi dưới thì suy tĩnh mạch chi dưới là cái bệnh mạn tính và phát triển dần theo lứa tuổi. Thông thường thì suy tĩnh mạch chi dưới thường ở nữ nhiều hơn nam, cũng có thể là do nữ là liên quan đến quá trình sinh nở. Để phòng ngừa cái bệnh lý này thì luôn luôn lưu ý là chúng ta nên có một cái cân bằng dinh dưỡng, có nhiều chất xơ, uống đủ nước từ 2 lít nước trở lên, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Nếu những cái đối tượng nào có cái công việc mà buộc phải đứng hoặc ngồi quá lâu thì lưu ý là cứ mỗi 30 phút ta có thể chạy tại chỗ hoặc là tập những cái bài vận động cho chân như là nhón gót hay là xoay bàn chân từ gót chân để vận động cái cơ bắp chân cho cái van tĩnh mạch được hoạt động tốt. Hay là đối với những người làm văn phòng thì chúng ta có thể thay vì đi thang máy, chúng ta nên đi bộ hoặc là đi thang bộ nhiều hơn. Đặc biệt là đối với những cái bệnh nhân mà có triệu chứng suy tĩnh mạch nặng thì chúng ta nên thăm khám bác sĩ chuyên về tĩnh mạch để được phát hiện điều trị bằng cái chế độ dùng thuốc hay là đeo vớ áp lực y khoa, là can thiệp nội tĩnh mạch hay tiêm sơ để cải thiện cái tình trạng bệnh. Thưa quý vị, mong rằng những thông tin mà bác sĩ tư vấn vừa rồi sẽ giúp cho quý vị khán giả có thể chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tấn Khoa và Diễm Đoan xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát sóng lúc 7:40 thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.